Sao? Đã hết thời của ông rồi. Rồi chỉ còn ta và ông ở đây. Ông có điều gì chăn trối không? Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ. Ba cái tuổi dần nứt mắt ra, nó định làm phản hả? Đúng là đồ ngựa non háu đá. Mày đâu? Chám. Cao thủ luôn có chiến lược dự phòng. Điều binh khiển tướng, làm chủ cuộc chơi. Tam Quốc diễn truyện, Phụng Thiên Mệnh, Định Giang Sơn.